Xin chào các bạn à, Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một trong những cái khu chợ bán đồ à, hải sản gọi là độc đáo nhất ở Việt Nam mình Nơi mà nó có bán rất là nhiều những loại cá mập nha các bạn Bán cá mập với các bạn nha Đấy. Bán cá mập ở ven biển Đấy. Ngoài những các cái loại hải sản thông thường mà các bạn nhìn thấy như là cua, ghẻ mực rồi cá nục, cá thu thì ở đây còn bán rất là nhiều cá mập họ bán hàng ngày nha cái mùa đi biển này cái mấy cái tiệm ở ven biển này mấy cái sạp mấy cái quầy bán ở ven biển các bạn không chỗ nào cũng có một vài sạp nào các cái bà này cũng có một vài con cá mập nhé các bạn đấy, hay như vậy cơ đấy là các bạn có biết cái cái chợ hải sản này đâu không? nó nằm ở thị xã Na tỉnh Bình Thuận đấy, ở xã Tân Phước cái khu khu vực biển Cam Bình ấy các bạn nha Cam Bình là nó ở ngoại ô của thị xã Nagi là chỗ này là có rất nhiều người ta bán cá mập à, cá mập nhám ấy. ngoài cạnh các cái cái loại hải sản thông thường cá bốp cá mú này thì có bán cá mập nhám cá mập nhám hay là còn gọi là cá mập đuôi dài các bạn đấy. ở đây là họ bán rất là nhiều các loại cá mập này đấy, mà hôm vừa rồi mình đi về mình thấy rất là nặng ừ, cá mập nhám sau đấy mình mới tìm hiểu thì biết rằng cá mập nhám các cái bà bán hải sản đây bảo cá mập nhám ở đây là bình thường người ta bắt ngư dân ở đây đi biển bắt là từ tháng 4 đến tháng 10 là ghe nào họ như họ cũng bắt mỗi chuyến là một vài con năm bảy con rồi về họ bán cá mập nhám thì nó nhỏ hơn các cái loại cá mập như các bạn từng biết nha cá mập nhám thì nó chỉ khoảng độ năm bảy kg rồi có khi là tám chín mười kg thôi nha Đấy. cá mập nhám thì nó chỉ vậy thôi là các bạn nhìn những những cái con cá mập nhám mình xem ngoài ra ở đây thì là nó còn nhiều các cái loại loại cá mập mà à, loại loại cá biển hải sản thông thường khác nhưng mà cá mập nhám nó là là nhiều nhất đấy các bạn thấy không? À, đây này mình sẽ đưa các bạn xem những cái hình ảnh về cá mập nhám ở đây là chỗ chợ chợ biển Nagi nhé các bạn nha đấy các bạn xem này đấy, cá mập nhám này trời ơi, đấy nhìn thấy cá mập không? đấy cá mập nhám này đuôi nó dài đầu y chang cá mập bình thường nó cũng họ cá mập như các bạn nha sau này mình tìm hiểu thêm ở trên các cái sách ấy, người ta ghi thì cá mập nhám nó đang nằm trong sách đỏ nhé các bạn đấy ở ngư dân ở đây người ta lại rất thích ăn cá mập này cá mập này là nướng rất là ngon nhiều người bảo nướng muối ớt thì thôi rồi ăn nhậu thì đã đời luôn à, mà sau này mình mới biết thì cá mập nhám lại là một cái 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 loài vật nó đang đến nguy cơ tuyệt chủng các bạn nhiều nước trên thế giới là người ta cấm đánh bắt cá mập nhám rồi đưa vào các cái hội bảo tồn thiên nhiên là họ đưa vào rồi mà ở Việt Nam mình thì vẫn cứ đánh bắt tràn lan bán này thấy không bạn thấy cái quầy này không bán là mười mấy con cá mập nhám này mà ngày nào cũng bán như vậy bán hết sạch trơn luôn rồi dân ở đây họ mua họ ăn mỗi con con này là có 80.000 đến 100.000 một ký một thôi một con này có bốn năm trăm nghìn à họ mua họ nướng họ ăn quá trời luôn ăn nhậu rất là ghê đó nhìn cá mập thương không các bạn ừ. Uhm đây là loài cá mập nhám nha mà không chỉ ở chỗ cam bình nagi này đâu ở miền miền trung với lại miền đông ấy này rất nhiều các cái chợ hải sản ở ven biển đó, họ cũng bán cá mập nhám à, mình chụp hình chung với mấy con cá mập nhám này các bạn nha Đấy. các bạn coi thì nhớ đăng ký dùm mình để mình thêm, làm thêm những cái thông tin clip khác để phục vụ mọi người nha các bạn nha nhớ đăng ký dùng kênh mình nha và coi nha Đấy các bạn nhìn À nếu các bạn có đi chợ hay là có đi qua vùng biển này thì đừng mua cá mập nhám nha Cá mập nhám nó là cái loài đang ở trong sách đỏ rồi các bạn nha à, Mình đừng ăn ăn các cái loại cá thu cá bớp cho ngon đừng ăn cá mập nhám nha Rồi xin chào mọi người nha